Chương trình tri ân khách hàng đấy các bác ơi, hiện tại thì nhà cháu Hiệp tất cả các mặt hàng đều vơi đi rất là nhiều rồi và chuẩn bị đón mùa mật ong hoa bạc hà tới. Hiện tại nhà cháu Hiệp còn khoảng 8-9 lít như thế này thôi. Khi các bác mua 2 lít thì sẽ được tặng 1 lít mật ong mật ong rừng nhé. Rồi, hắc kỳ tử này, bột nghệ đen, một nghệ vàng, trà tự sao này, có 3 cân dứa rừng khô nhé. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Hai mắc ca này, rồi là cây mát gan này, mật ong khoái cũng vậy. Khi mua 2 lít trở lên thì cháu Hiệp sẽ tặng 1 lít mật ong rừng, táo đỏ, và đặc biệt là bây giờ đang vào mùa măng, măng rất là ngon. Các bác có nhu cầu mua về để sử dụng hay làm cỗ thì cứ liên hệ nhé. Mua 1 cân măng sẽ được tặng 1 cân miến đấy. Hoa đu đủ thì còn 2-3 cân thôi, măng thì đang vào mùa nên là rất là nhiều luôn ạ. Các bác có nhu cầu ủng hộ thì cứ liên hệ nhé. Sản phẩm nấm ngọc cẩu ngâm rượu đây đấy. Mua măng thì được tặng miến nhé, mà mua mộc nhĩ các thứ rồi là nấm hương cũng có hết mọi người ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Lô tu nhiên lô, tu nhiên lô xuất chế là. Tu chữ mua rồi là. Mua rồi. À. Lát mua tao ăn tao nung hả? Lúc khơi mua mà. Lúc khơi mua. Đi tàu bên nông là. Lá còn từ từ mút. Còn từ rong lăn mút. Ở cứ tỉ lá mút là. Cháu Hiệp xin chào quý khán giả và mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo nhé. Hiện tại thì cháu Hiệp đang lên nhà em Chứ để thăm nhà cửa, lâu quá không đến rồi. Đây là mẹ của Chứ này. Bây giờ là mẹ là trông nhà và trông con mọi người ạ. Thì không biết thế nào đây. Bây giờ anh em sẽ đi quay qua một chút để chia sẻ với quý khán giả và mọi người. Đây, dê đây. Nhiều quý khán giả các bác cũng hỏi anh em mình là lâu quá không thấy đến nhà Chứ rồi. 4 con dê. Mọi người theo dõi thì cũng đã biết rồi. Dê 2 con là mua của anh Tủa hay gì nhỉ? Nhà bên ông Dế này này. Là giá là 4 triệu rưỡi và một cặp là 2 triệu rưỡi. Đấy, chả biết sao mua được rẻ thế. Nên là cũng cái quỹ còn dư nên là cháu Hiệp phải lên bàn giao. Tuy nhiên thì trước mắt là đi tham quan qua cái nhà một tí chia sẻ cho các bác. Hôm nay thì do là như mọi người cũng thấy rồi, một ngày đi trao tiền nên là đi cùng với bé Say. Đấy, lâu quá Say không xuất hiện rồi. Một ngày đi cùng với Say để thứ nhất là Say sẽ hộ anh phiên dịch, hiểu chưa? Vâng. Thứ hai là Say sẽ đi với bọn anh thì cùng đồng hành sẽ là người làm chứng luôn. Tại vì trao tiền thì nói chung cứ càng nhiều người biết càng tốt. Chứ còn một mình hai anh em mình trong team xong đi với chủ nhà thôi, nhiều khi nó cũng không khách quan lắm. Đấy. Chào các bác. Xem từ từ mic lên nữa. Ok. Cháu Say xin chào các bác và các anh ạ. Và chị ạ. Hôm nay thì đây. Em chưa đến đây bao giờ đâu nhỉ? Em chưa. Nhà anh Chứ anh vừa làm xong cho, nhưng mà Chứ đi làm thuê mất rồi các bác ạ. Thật sự là đi thì cũng tốt thôi, nhưng mà bây giờ vấn đề là đây dê, nhà cửa thì mẹ sẽ là người trông và bé Hồng nữa. Đấy. Và Chứ đi được 3 ngày rồi. Đó. Thế nên là sau khi làm nhà xong còn dư tiền thì các bác cũng đã biết rồi. Anh em mình cũng đã mua dê các thứ. Tuy nhiên thì vẫn còn dư tiền. Đã bảo Chứ là để đợi anh lên để anh trao tiền xong em đi làm thì đi. Nhưng mà mình chưa lên kịp thì em đã đi làm mất rồi. Dê vẫn khỏe mạnh mọi người nhá. 4 con dê phát triển khỏe mạnh. Gà thì hiện tại là
Dịch chưa ổn nên là nói bà An luôn, nếu bà có xem được video bà cũng thông cảm. Dịch chưa ổn thì anh em mình chưa mua. Ôi xà. Bây giờ là bà về trông nhà và trông cháu. Đấy, còn ông thì ở bên kia cũng sẽ là tách hết đi thôi. Bên này vừa làm bếp vừa làm cái thủ tục luôn. Ê chị Lệ. Đấy, cũng có bếp củi các thứ, mọi thứ ổn định nhé. Bà ở cũng sạch sẽ phết đấy mọi người. Chia sẻ tổng quan lại nhà cửa của em Chứ cho các bác, các cô, các chú cùng xem. Đó. Chứ đi từ chủ nhật rồi. Mù tàu bên nông nông nì, nông thứ tư mà lát mù tàu bên nông là mù khát tứ bao chú bác. Là mù khát tứ bao. Khát tứ bao. Ôi giời, ông dế lại làm ma sao lại mang cái kia đi, đúng không? Cúng à? Cúng hay làm ma? Là hụp lì. Cúng. Là cho nên mua đêm á, để hào mua. Mua mà. Đấy. Tiếc mua đây, vẫn ok, ngon lành. Đó. Một cái bên này, cái bên này là cái mượn của anh trai thôi. Anh em mình đi quay qua một xíu các bác nhé. Trước thì bảo là dựng thêm cái chuồng bò nhưng mà chắc chưa có điều kiện. Nên là đi làm thuê mất rồi. Đấy. Vườn tược vẫn mọi thứ vẫn ok. Đấy, đây chắc là khả năng là định làm chuồng bò nên là đào thêm đây mọi người ạ. Đấy. Cây cối các thứ. Và rất là nhiều quý khán giả xem video của Lử, 11 mẹ con Lử sống trong hang đá. Bây giờ là thượng sơn hết rồi, lên núi hết rồi nhé. Nên các bác đừng có gửi thêm quà hay thêm tiền nữa, bởi vì Lử làm xong nhà, Lử đi làm thuê mất rồi. Cháu Hiệp cũng không nhận nữa đâu. Đấy, thế thì hôm nay anh em mình sẽ quay qua nhà một chút. Để mà đến khi em Chứ nó về thì chắc có lẽ đây là video cuối cùng. Chứ về thì khả năng là Tết rồi, thì sẽ Tết sẽ quay tiếp cho các bác xem. Trong nữa cháu Hiệp sẽ gọi điện trực tiếp để tình hình xem Chứ bây giờ là ở đâu và như thế nào. Đấy. May quá là có bà về hỗ trợ trông. Nó bảo chở cái máy nổ xuống cho cháu Hiệp, còn chưa chở là đi làm thuê mất rồi. Thế chứ nè. Ôi giời ơi. Thế thì nước nếp hay bê lò ua lút trên nè. Chúa ấy khó nhỉ mê mê. Từ chúa chỉ nhỏ mà thẻ tuần nhẹ sức lô. Chứ không ở thì đưa cho mẹ thôi, để mẹ còn lo cho bé Hồng đi học nữa. Đấy là như vậy. Còn sau này Chứ thống nhất thế nào với mẹ thì đấy là việc của Chứ mọi người nhé. Còn cháu Hiệp xong nhà, xong các hạng mục hết rồi thì điện nước mọi thứ còn lành rồi thì cũng không muốn giữ tiền. Nói thẳng là như thế. Giữ thì đôi khi mình chi nó tốt hơn các em thật, nhưng mà giữ lâu hoặc là không minh bạch ấy, thì một số khán giả, những người mà đã ghét mình ấy, họ sẽ có đặt điều, họ sẽ có những cái nói xấu, rồi là thậm chí là còn đi tuyên truyền này tuyên truyền kia, bảo mình ăn chặn nó kia, những lúc cũng rất là mệt. Nói thật là những khán giả mà đã đồng hành, đã gửi tiền và đã cùng cháu Hiệp làm việc từ 3-4 năm trước đến bây giờ ấy, thì mọi người sẽ hiểu cách làm việc của cháu Hiệp và yên tâm. Nhưng mà một số người mà người ta không làm được như mình ấy, người ta luôn luôn có những cái ý đồ xấu rồi đặt điều nọ kia thì rất là khó. Đấy, đi mà xem là đi vào trong nhà một tí lo tu nè bê hú tẩy tu chúa xe đi chà. Đấy, gọi điện cho chúa xem nào, thấy nhà này ok không? Có đẹp luôn đúng không? Đây, nước thứ còn lành, ống nước còn dư nhiều chưa mang về đây. Alo. Dạ anh ạ. Chứ à. Dạ. Khỏe không? Có à. Đi đâu rồi, tình hình thế nào rồi, anh lên nhà không thấy ai? Nhà thì không có tiền nên đi làm kiếm tiền tí. Đi làm kiếm tiền tí à? Bây giờ anh đang quay phim đấy, em gửi lời chào tới các ông, các bà, các bác đi. Vâng. Cháu Sứ là chào các ông, các bà nhé, chào chị khán giả của anh Hiếu nhé, chào các anh, các chị, chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ Chứ đang ở đâu? Em đang ở Bắc Ninh mà. Bắc Ninh, chỗ nào Bắc Ninh? Thành phố Bắc Ninh ấy. Thành phố Bắc Ninh luôn à? Đi được mấy ngày rồi? Đi
Thì được, hôm nay được 3 ngày rồi anh ạ. 3 ngày anh vừa anh đang ngồi với mẹ của em đây. Thế hôm nay anh bảo anh lên hôm nọ nói đấy, bảo lên trao nốt số tiền cho em nhưng mà em không ở nhà thì bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì em đi làm rồi nhưng mà phải còn mẹ như cho cho mẹ rồi mà. À, anh trao cho mẹ để mẹ là cho con đi học các thứ nhá. Vâng. À, thế đi xuống dưới đấy làm gì? Dưới đấy đi làm nhà ấy. À, đi xây à? Vâng. À, đi với ai đấy? Anh cậu đi đấy. À, thế đi được 3 hôm thì đã được việc làm chưa? Vừa mới xuống đang đi tìm việc à? Ôi giời, anh bảo làm gần nhà thôi, hoặc là bác nào mà xem được video này mà hỗ trợ em chứ, cái việc nào nhẹ nhẹ thì tốt. Bây giờ thằng này nó đi làm xây thì đau ốm thế này, biết làm được không? Thế thì dự kiến là bao giờ sẽ về? Mày mùa dưới mới về. 11:30 mới về. Không, anh đã hỏi bao giờ mày về nhà cơ mà. Về nhá. Ừ. Dạ thì đi làm biết tiếp mới về. À, tên mới về hả? Thế thì cố gắng nhá, Dạ. giữ gìn sức khỏe nhá, Dạ. tiết kiệm tiền để còn về cho con với cả ăn ăn Tết nhá. Đúng rồi, ở nhà thì không có tiền, lúc đấy thì không có tiền, không có cho con quà. Cái việc cho con thì hãy đi làm mới có tiền mua quà cho con thôi. Ừ, rồi cố gắng Tết về là tặng anh một cành đào là được rồi nhá. Anh vừa xem qua dê với các thứ rồi, gà trên này là vẫn chưa hết dịch hay sao mà chưa bảo anh mua? Hôm nào mà tôi ổn ổn là anh sẽ gọi mẹ ra chợ mua gà nhá. Ờ, trong này anh sẽ lấy số của mẹ sao. Dê thì bây giờ một mình bà chăm con với chăm cỏ chăm dê thì cũng vất đấy, nhưng mà thôi thì không không có việc làm, không có tiền thì tôi cố gắng cũng được. Thì đi thì xa thì phải khôn khéo một tí, như trước anh nói rồi, bố của mình đấy người ta lừa đi làm xong cuối cùng bảo về thì cho 1-2 đồng về, cuối cùng người ta trả cho thì liệu hồn đấy nhá. Thì chưa biết đâu anh ơi, cái đấy là làm một tháng để có đạt mới biết. Ờ, thôi có gì thì điện cho anh nhé. Vâng. Ừ, thế bây giờ anh sẽ à, để anh thông tin cho em luôn nhé, là tiền dư bao nhiêu nhá. Đây, đối với của em là khi mà làm nhà xong là mình còn dư 8.371.000 đúng không? Mua dê của nhà ông Tủa hay ông gì bên kia 4.500.000 đúng không? Mua của cái ông mà hai con cho em kia là 2.500.000 đúng không? Là hết 7 triệu nhé. Còn 800.000 là trả cước cho ông Hờ chở cái chuyến vật liệu cuối mà anh chưa cộng vào đấy. Được chưa? Thì còn dư là 571.000 nhá. Đấy, 571.000 thì tí nữa anh sẽ đếm và trả cho mẹ em cầm để mẹ em đưa cho con đi học hay là mua cái gì đấy cho con ăn các thứ, đại loại là tự tiêu cái chỗ này đi nhé. Ừ. Anh đưa cho mẹ mua tí gạo nấu cho con ăn được đi học. Rồi, ok, cứ yên tâm nhá. Thì là anh sẽ khắc ok cái phần đấy. Nên là đi xa làm thì anh chỉ dặn là giữ gìn sức khỏe, làm việc phải để ý và có gì thì điện đón về nhá. Phải biết là cẩn thận không người ta lừa mất tiền mồ hôi công sức mình là vứt suối đấy, như ông bố của mình đấy. Ừ. Thế nhá. Ok. À, thế có lời cuối thì có gửi lời cảm ơn tới các bác giúp mình nhà cửa bây giờ còn dư tiền là trao nốt thì có cảm ơn không? Có mà anh ạ. À, có thì nói đi, anh vẫn đang quay phim.
Vâng. Cháu chưa cháu các ông các bà các chú các chị các anh giúp việc về cho cháu chú hôm nay cháu chưa cảm ơn chú giúp việc của các ông các học chú giúp các chị các anh tất cả mọi người nhá chú giúp việc tất cả mọi người nhá. Rồi thế có cảm ơn anh Hiệp không? Có à, anh là mất thời gian mà chị về cho em chứ hôm nay em chứ cảm ơn tôi có thể bỏ em tiền nhá. Anh đang bảo này, nếu mà anh quay cái video này lên mà có bác nào ở thành phố Bắc Ninh mà có việc nào nhẹ hơn mà an toàn hơn với cả là phù hợp với sức khỏe của em thì anh sẽ bảo em và em sẽ đi làm nhá, chứ là đi làm xây thì cái sức khỏe của em anh nghĩ là không ổn, với cả mình ở vùng cao xuống sợ người ta lừa mất đấy nhá. Ừ, ok thế nhá. Là một của lúc chê chứ ủa thợ xây ấy. Dạ, dạ. Đúng rồi, trước kia em cũng đi làm đưa hàng đánh ngày ủa liệu bế hải liệu nền giả bế ủa lúc chê rông rông mà chua dì trỏ hay đó dì trỏ 8.371.000 đúng không dì trỏ bế bùa linh xa trỏ ít hay đúng 371 đúng hả mà bế cổng tổ chúa mù dùa ở tổ chí bế tù tì lao ni mà blog trỏ chi cổng ở tù lơ mua lò mà ở trỏ chi mà ta xa trỏ ta xa trỏ cổng dì trỏ là à dì bùa là 800 nhỉ đúng rồi dì bùa thẻ tù tì lao hơ lơ ba thâu ba thâu lò ít dầu nè dì bùa mà chua chi bùa xa trỏ ít đây nhá 571.000 à đúng đúng đọc thế đúng chưa đúng mà nông niệm p lò p hãy tổ chúa nhớ che mà p thể tổ chúa chỉ nhớ che mà thể tổ niệm tiếp tục tổ niệm ca mù bút tổ hồng mù cả ta tổ chúa hãy mù giúp chu lọc nó nè đấy bây giờ là còn chỉ còn cách đấy thôi. Thật ra thì nếu như có tài khoản thì có thể bắn trực tiếp, nhưng mà nhiều cái nó không minh bạch. Nói thẳng là như vậy, cháu Hiệp thì luôn luôn muốn bảo vệ mình bằng cách là tiền nong là cứ phải chuẩn. Đấy, thế nên là 571.000 thì sẽ trao cho mẹ của Chúa để tự lo trang trải, tự lo thế này thế kia, chết rồi, không có một người. Không có một người thì sẽ trao 10.000 thôi. Thật ra đi rút tiền ngân hàng nó không có tiền lẻ mọi người ạ. Chỉ có tờ 50.000 trở lên thôi. Thế nên là sẽ trao cho mẹ của chứ là 580.000 đi. Đấy. Cho đi chip bùa này. Gì cho chết. 571.000 không có tiền lẻ nên là đây, số 71 luôn. Chip bùa này. Chip bùa chi này. Chip bùa xà này. Chip bùa lệnh y xiêm chỉ mua một bếp thể chùa xia rồi. Hả? Đấy. Thế bố chùa xia. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 nhé mọi người nhé. Đấy. Thì xây hộ anh nói một xíu, tức nghĩa là sau khi đã làm nhà xong còn dư từng đấy tiền thì anh với chứ đã đi mua dê, và một cái cặp dê họ mang đến là 2.500.000 cộng với 800 tiền vật liệu chuyến cuối đấy ở chỗ anh Hờ. Thì còn dư là 571.000. Thì hôm nay là anh lên anh trao cho chứ, nhưng mà chứ không ở nhà đi làm thuê rồi thì sẽ trao cho mẹ. Và chứ lúc đấy có dặn đấy là sẽ mua gạo về cho con đi học. Nhà nhà lo nhà thì cho nhà riêng mà nhà thì là cháu tổ chí tới chế nhà thì ta ở chỗ hay chỗ chi ta ở chỗ chi nhà thì
muốn được tính ở địa gì phố xe địa lơ thao địa cho nhà ấy à cho yên tiếp tục nè chị muốn tính tại chế à như chùa địa chỉ bộ địa xa chào ý chia mới à thế là bé chỉ muốn chế tá chế à bé muốn chỉ bộ à gì chào chia ấy à địa muốn hôm nay vừa địa uống nước cho tụi mình nhớ số thế à ừ vừa rau thế à vừa em lấy cho mình nhớ ấy à nên sẽ được tao nó sao sao thế cái chị uống không mỏi nó thật tất cả mọi người phải chị chưa chỗ nhẹ cái chị uống không mỏi nên tôi làm cái chị uống không mỏi nữa chà đi nhà ta tại mỗi chế là để chú cho món này chị mới chia thế thì cho chế à cho chế chế tôi muốn xả ta đi anh chú ở chị bữa xả cho ít chia thế nào ừ chú liền là chế à để có cho chế cái ở khảo sát trong chế nhà thế, tụi mình nhà thế, nhưng gần đây tên nó thay chế một chỗ, muốn nó thay mình chỉ thế á. Tụi mình nhà chế gần đây chế chế nó thao, nó thế 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 nào thế chỉ như thế, vừa rồi thì nhà chế mình vừa chọn cái số để nó tạo nó thao thế thế. Ờ, ta hú là lúc, có lúc chơi mà ta hú nhiên là lúc. Nhưng mà ta cái chuyện. Hơn giữa lớp ba tao hơn tao mà nó đi thể mà ta hú hú là lúc. Chị cho ít chia là không? Chị muốn chia, muốn nói chị thích chị muốn chia, mình thích chị tao muốn nói. À, chị hãy nghĩ ạ. Thật từ tôi chúa lo, cái mà nói ít tình tao. Thật từ lo mà, cái mà nói ít tình mô. À. Chia sẻ với quý khán giả, các đặc biệt là các cô chú anh chị nhà hảo tâm thì hôm nay anh em mình đã trao toàn bộ số tiền sau khi dư làm nhà. Và các hạng mục thì mọi người cũng đã thấy rồi, nhà cửa, các thứ điện nước, rồi là sân vườn, rồi là téc nước. Và cả nhà bếp bên kia nữa, dê rồi là các thứ. Thì anh em mình hoàn tất. Đây là căn nhà thứ 31 trên kênh Tam Giác Mạch. Và như chú chia sẻ đấy là do là cũng không có kinh phí và không có tiền để lo cho con ăn học, nên là bắt buộc là phải bán xứ đi cùng với em cậu đi đi làm thuê, rồi là để mua quần áo, mua các thứ cho con đi học. Và Tết thì mới về. Và hiện tại thì cháu Hiệp có muốn chia sẻ một chút là em Trứ đang ở thành phố Bắc Ninh, cũng không biết là các bạn ấy ở chỗ nào, bởi vì là gà, con gà trên núi bây giờ đang xuống phố thì nguồn gà mờ lắm, không biết gì. Thì các bác nếu mà có công việc nào mà tốt hơn mà ở thành phố Bắc Ninh hoặc những cái huyện lân cận Bắc Ninh mà muốn tạo việc làm và giúp đỡ Trứ, phải nói là giúp đỡ nhá, chứ còn nếu mà muốn lừa Trứ hay là muốn ăn không sức lao động của các em thì tốt nhất đừng liên hệ với cháu Hiệp. Hiệp hy vọng rằng bởi vì em bây giờ em đi làm công trường xây nhà các thứ thì rất là nặng nhọc vất vả và cái tỷ lệ bị lừa rất cao, bởi vì các em học ít thì sợ nhất là bị lừa đấy, cái kiểu mà đến cuối năm rồi mày cứ về thì tao cho mày 2 triệu tiền xe về, xong mày về tao bắn tài khoản cho, cuối cùng về không được đồng nào, thì rất là thương các bạn ấy. Cũng có rất nhiều bác đề nghị là muốn tuyển người trên này đi làm, nhưng mà thật ra là qua mình thì mình giới thiệu được, nhưng mà nhỡ đâu đi về không có tiền thì mình lại là người chết, nên lâm ra cháu Hiệp không muốn. Nên các bác nào mà ở đấy mà quanh khu vực của Trứ mà có công việc tốt hơn, muốn hỗ trợ Trứ để có việc làm và các em ấy cũng không phụ thuộc, thì mọi người có thể gọi cháu Hiệp nhé. Cháu Hiệp sẽ gửi số của Trứ cho, sau đó là các bác tạo công việc làm được cho em nó thì tốt quá. Còn hôm nay một lần nữa là bàn giao toàn bộ số tiền của căn nhà số 31 gia đình em Trứ, vé hồng đấy. Thì cũng muốn gửi một lời cảm ơn nữa tới các cô chú anh chị nhà hảo tâm đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành với anh em mình để hoàn thiện một căn nhà khang trang như thế này. Sau này chứ mà đi làm về mà sơn được nhà hay như thế nào đấy, hoặc có cái vấn đề gì thì anh em mình sẽ tiếp tục chia sẻ. Còn nay, từ nay cho đến khi chứ về thì có lẽ là sẽ không còn video nào chia sẻ nữa, và chia sẻ cho những ai quan tâm là nhà chứ bây giờ vẫn ok mọi thứ nhé, không có vấn đề xảy ra, dê vẫn phát triển bình thường và mọi thứ là trong cái chu trình phát triển của nó hết. Đấy, chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những cái thước phim tiếp theo. Bây giờ thì anh em mình đi về thôi. Đấy, sao xanh học với hảo đẹp với mù lắm. À, thế mà mù tù lửa tù máy mỗi hòa lửa mê mê. Để nhà anh em mình sẽ tiếp tục di chuyển nhé mọi người nhé.